bấy giờ cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng bao lâu, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác. Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh chẳng bao lâu, an trụ trơn như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghi chẳng bao lâu, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng bao lâu, tu hành bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng bao lâu. Tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng bao lâu. Tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng bao lâu. Tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện chẳng bao lâu. Tu hành pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa chẳng bao lâu. Chưa nhập tránh tánh đi xanh của Bồ Tát, chưa tu hành đầy đủ tất cả Phật Pháp, xa lìa phương tiện thiện xảo của bồ tát nên bị các ác ma nhiễu loạn